mà bị ve chó cắn và cách tiêu diệt ve chó như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất và ngăn chặn được những bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm do ve chó gây ra. Thì ve chó là một loại ký sinh trùng sống bám trên cơ thể vật nuôi, cụ thể là con chó, và nó sẽ hút máu. Khi mà hút máu no, nó sẽ tự động rời con chó và tìm nơi ẩm thấp để sinh sản. Khi mà ấu trùng ve chó trưởng thành, nó lại tiếp tục bám trên cơ thể của con chó và tiếp tục hút máu. Vòng đời của ve chó là như thế, nó rất là ngắn nhưng mà nó sinh sản rất nhanh. Nếu mà chúng ta không có tiêu diệt và không có vệ sinh tắm rửa cho chó sạch sẽ hàng ngày thì ve chó nó phát triển rất nhanh, hút máu gây nguy hiểm cho chó và đặc biệt là còn lây những cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người nữa, cụ thể là những bệnh như là nhiễm trùng máu và bệnh viêm màng não. Thì mọi người nên tắm rửa sạch sẽ cho chó, và khi mà bị trường hợp ve chó cắn, mọi người không nên là dùng tay rứt con ve chó ra, nó sẽ bị đứt đầu và cái máu nó sẽ lây lan gây bệnh truyền nhiễm. Mọi người nên dùng một cây nhíp và gấp nhẹ ra. Sau đó mọi người dùng cái thuốc kháng viêm, mọi người xoa cái chỗ mà bị ve chó cắn á, thì nó sẽ sát trùng và tránh trường hợp gừng lan gây cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Khi mà mọi người thấy trường hợp mà gây nhức đầu, buồn nôn, chóng mặt, sưng tấy thì mọi người nên tìm đến cơ sở y tế để người ta kiểm tra cho mình nha. Và bên em chuyên cung cấp những cái sản phẩm về diệt ve chó, diệt mối, diệt ruồi muỗi, kiến gián, diệt chuột, tất cả các loại côn trùng. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu luôn để quý khách nào có nhu cầu thì tham khảo những cái loại thuốc diệt ve chó để tránh trường hợp mà bị ve chó cắn gây nguy hiểm nha mọi người. Thì bên em có cái sản phẩm Hantot 200. Sản phẩm này thì sản xuất tại Việt Nam, diệt được tất cả các loại côn trùng và đặc biệt là diệt ve chó rất là hiệu quả. Một chai như thế này là 100 ml. 100 ml thì mọi người pha khoảng 5 lít nước, 5 đến 6 lít nước thôi. Khi mà sử dụng thì mọi người nên tắm cho con chó sạch sẽ trước và mình pha cái thuốc mình xịt, hoặc có thể là mình nhúng khăn mình lau trên trên lông của con chó, tránh trường hợp là mọi người xịt trực tiếp vào mắt của con chó nha mọi người. Đây là tủ trưng bày của bên em, rất là nhiều loại thuốc nha mọi người. Mọi người có nhu cầu tham khảo thì cứ đến trực tiếp, mình tham khảo xong rồi mình mới mua hàng nha. Đây, ông Ráp đang chờ đây. Rồi, mọi người có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại em gắn trên màn hình hoặc đến trực tiếp địa chỉ của công ty em để tham khảo và mua hàng nha. Em rất cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Xin cảm ơn và xin chào mọi người. Hẹn mọi người ở những video lần sau ạ.